Wow, cho hết vô luôn. Cái này là mình như chị gọi là, chị gọi món này là cái gì? Ớt sa tế. Ớt sa tế, dạ. Ở ngoài miền Trung mình cũng gọi vậy luôn. Đúng rồi, ớt sa tế của dân miền Trung của chị, đặc sản của miền Trung của chị đó. Dạ. Nên chị giới thiệu là đặc, cái này là đặc sản của dân miền Trung của chị. Nó thơm, em thấy nó thơm cái vị đặc trưng của ớt rim rồi đó. Chị cho miếng này ha. Dạ. Đẹp quá quý vị ơi, nguyên một cái chảo ớt rim hấp dẫn. Đây là một trong những món đặc sản của người miền Trung nha quý vị các bạn ha. Do mình miền Trung, mình giới thiệu cho miền Trung. Dạ, chị Hiền thì quê của Quảng Ngãi. Thơm quá quý vị ơi, thơm á. Nhưng mà nó không, nó thơm, nó không có bị kiểu như là nồng cái vị sa tế quá nhiều. Nó rim rim mà nó thơm, vị nó lạ lắm kìa. Hay như mình làm ớt không á, nó rất là cay. Nó cay mà đứng đây nó sặc luôn á. Ừ, sặc dạ. luôn. Nhưng mà chị bỏ xíu thay nhiều cho xíu xả luôn. À dạ. Nó hài hòa. Nó hài hòa lại. Dễ ăn. Dạ. Nó không có cay. Bớt. Ồ. Hay quá. Wow. Chị chan trực tiếp lên luôn. Trực tiếp luôn. Dạ nó thấm nó ngon. Dạ. Chứ còn làm rắc muối vô thì chị thấy nó khô khan quá. Dạ. Đậu hũ chiên nó đã khô rồi. Ồ. Mình đi mình rắc muối xả đó là nó khô nữa, thành ra nó khó ăn lắm, khô khan quá nó khó ăn. Dạ. Mà thời tiết Sài Gòn thì nó nóng mà khô khan quá nó khó ăn lắm. Thơm quá quý vị ơi, hấp dẫn ha. Quá đã luôn. Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video sáng ngày hôm nay của mình nhé. Sáng hôm nay thì Xuân Bắc đang có mặt ở bên khu vực chợ đầu mối thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới quý vị các bạn quán cơm chay ở gần với khu vực nhà mình luôn nha quý vị các bạn ha. Hôm qua thì Xuân Bắc không ra được video mới để chia sẻ với cả nhà. Mong là quý vị và các bạn thông cảm cho Xuân Bắc nha. Hôm qua mình đi quay về mình bị say nắng quý vị ơi. Như quý vị biết thì Sài Gòn mấy ngày gần đây cái thời tiết nó rất là oi bức, nóng cực kỳ luôn. Hôm qua Xuân Bắc đi quay về bị say nắng và mình về nhà mình nằm nghỉ chút xíu rồi không biết là sao mà bị chẹo cái cổ luôn quý vị các bạn. Đang còn phải dán cao này, bị chẹo cái cổ luôn và mình dậy nó rất là đau. Mình không có làm edit video để gửi tới cả nhà được thì mong cả nhà thông cảm nha. Sáng hôm nay thì cũng đang còn rất là đau. Nhưng mà thôi mình cố gắng mình quay quán cơm gần nhà mình, cũng không phải đi xa, mình quay gần nhà mình để chia sẻ với quý vị các bạn. Quán cơm ở đây mình thấy cũng khá là hấp dẫn và với những món ăn mà chị làm ở đây cũng mấy lần mình đi ngang qua mình cũng thấy và mình để ý quý vị các bạn. Hôm nay thì quyết định quay qua để chia sẻ với quý vị các bạn những món ăn mà chị Hiền chỉ nấu cơm chay ở đây. Rồi. Cái địa chỉ ngày hôm nay mình đang có mặt ở đây là số 3-1 đường Nguyễn Thị Sóc thuộc ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Ở đây có một quán chay này duy nhất ở đây thôi quý vị các bạn. Ngay khu vực gần với chợ đầu mối luôn. Từ đường chợ đầu mối bên này là quý vị. Hướng này thì hướng chợ đầu mối chạy ra quốc lộ 22 nha. Chạy ra đường quốc lộ 22 thì quý vị chạy vào khoảng tầm 100m là quán cơm chay Diệu Vi nằm bên tay phải luôn nha quý vị các bạn. Rồi, bây giờ thì Xuân Bắc sẽ vào trong nha. Hôm nay mình đi sớm một tí để mình quay được một vài món. Nói sớm chứ bây giờ cũng khá là trễ rồi. Vào quay xem chị đang làm món gì trong bếp để chia sẻ với cả nhà nha. Mọi người đi theo mình nha. Rồi, mình đang coi chị... cái này như chị đang chiên đậu hũ nè quý vị các bạn. Này chiên đậu hũ gì hả? Chiên đậu hũ muối xả đó. Đậu hũ chiên xả. Đậu hũ muối xả. Dạ. Này chiên cho nó vàng lên vậy ha. Wow, không gian bếp của chị cũng thoáng mát rộng rãi ha, sạch sẽ. Chị đang đảo gì á chị? Chị là làm sườn. Sườn làm chiên giòn để bán thập cẩm. Sườn chiên giòn, dạ. Chị cho em biết tên chị ha. Chị Hiền. Chị Hiền, dạ. Cơm chay Diệu Vi. Cơm chay Diệu Vi, dạ. Mình bán quán cơm chay Diệu Vi ở đây được bao nhiêu năm rồi chị Hiền hả? Chị bán ở đây được 5 năm rồi. 5 năm ở đây rồi, wow.
quán cơm của chị rất là gần với khu vực nhà mình luôn nha quý vị các bạn ha. Hôm nay thì Xuân Bắc hôm qua đi quay về bị giống như bị say nắng quý vị các bạn, cái cổ nó hơi bị đau. Hôm nay mình không có đi xa được nên quay quán gần nhà luôn. Dạ. Mình trộn đều lên chị ha. Đúng rồi, cho nó thấm gia vị ha. Cho miếng đường với lại hạt nêm. Dạ. Miếng hạt nêm, miếng đường mình trộn đều lên. Nếu muốn thơm nữa thì mình cho xíu bơ. Bơ. Ừ. Dạ. À dạ, không sao đâu chị. Coi như mình cho bơ chút xíu nó thấm vào cho nó thơm ha. Đúng rồi, cho nó bơ nó thấm cho nó thơm. Dạ. Hôm nay mình tới quán cũng trễ nha quý vị các bạn ha. Sáng dậy cái cổ đau ghê luôn. Dạ, đau mà em cựa không được luôn á. Nó ngồi lúc nó đỡ chút xíu mới đi quay. Cái này trong thời gian mình chờ đợi ha. Dạ. Bây giờ chị làm cái món mà tương ớt. Tương ớt trong dân ở quê miền Trung của chị á. À. Miền Trung Quảng Ngãi chị đó. Ồ, chị là quê miền Trung hả? À, miền Trung Quảng Ngãi. À. Chị là dân miền Trung. Miền Trung Quảng Ngãi. À, đúng rồi, miền Trung Quảng Ngãi. Dạ. Miếng nào giòn là mình vớt ra vậy hả? Đúng rồi. Hôm nay mình nấu khoảng bao nhiêu món hả chị Hiền? Sáng giờ nấu được nhiêu món rồi? 2, 4, 5, 10, 15, 20 mấy món á. Ồ, 2 mấy món luôn. 2 mấy món là cũng nhiều đấy chứ. 20 mấy món là ngày thường đó. Dạ. Còn ngày chay là cũng phải 3 mấy, 40 món. Wow, cũng nhiều đấy chứ. Ngày chay thì nó nhiều hơn thì số lượng nó khách đông hơn. Dạ. Còn ngày bình thường thì khách nó cứ bình thường vậy đó. Dạ. Thơm quá. Rồi qua bên đây chị làm cái sa tế ớt miền Trung này quý vị các bạn. Sa tế ớt miền Trung. Cái đây là cái quán của chị là chỉ có cái sa tế ớt miền Trung. À. Là ngon. Ở quán người ta thường giống như kiểu là đặc sản miền Trung ha. Ừ. À. Vô đây là người ta có hỏi cái món này không à. Dạ. Cái còn miền Nam thì nó họ có làm cái gia vị như chị. Dạ. Miền Nam họ chỉ cái xào sơ sơ là xong. Dạ. Nhưng mà với chị thì chị làm nó kỹ hơn một chút. À. Bữa trước em cũng có quay một cái xe hàng bánh mì đó. Cái chị đó chị cũng người miền Trung. Và chỉ làm cái món ớt đó là chỉ gọi là ớt rim. Ớt rim thì không biết cái này mình có giống cái ớt rim không chị ạ? Em coi để chị làm cái giống không ha. Dạ. Để coi cái quy trình chị làm luôn ha. Mình tử cho xíu tỏi thôi. Dạ. Xíu tỏi thôi. Rồi mình để cho nó nóng lên là bắt đầu mình bỏ xả luôn. Cái chảo bên đây là chị đang chuẩn bị làm món gì bên này? Hay là chị làm sơn hả? Không, muối xả chị muối xả. À, tàu hũ chiên xả. Là tàu hũ chiên xả đúng rồi. Dạ. Cái đây mình đang chờ cho nó sôi lên chị ha. Cho cái dầu nó nóng lên. À, chị đang chiên thêm. Dạ. Với chị thì chị làm trực tiếp luôn. À, dạ. Còn như nhiều người thì họ làm muối trước, họ dạ. Đi sẵn trước, rồi họ bắt đầu chiên xong, dạ. Thì sốt vô, dạ. Với rải lên. Còn với chị thì chị làm trực tiếp luôn, chiên đâu chị làm trực tiếp đó cho nó ngon, nó thấm. Dạ. Để coi chị làm sao nha quý vị ha. Đó, chảo chị rửa sạch sẽ ha quý vị. Dạ. Dạ. Thì làm đó chị thì khó chứ chị không khó đâu. Dạ. Do cái mình bán ăn mà sạch dạ. Sẽ chứ. Chứ còn dưa giấy ai mà dám ăn của mình. Mình làm mình ăn luôn mà đúng không chị hả? Chị làm chị ăn luôn. Dạ. Nên mình thử mình phải làm cái gì nó cũng sạch sẽ hết á. Là anh chị ăn chay luôn hả? Ừ, ăn chay luôn. À. Mình ăn chay được lâu năm chưa chị Hiền hả? Do là mình làm cái này thì hồi xưa thì mình chỉ ăn tháng 4 ngày thôi. Oh. Nhưng mà bây giờ mình làm cái nghề này thì mình ăn luôn. Dạ, chuyển qua ăn chay trường luôn. Ừ. Dạ. Chứ giờ làm cái nghề này là phải ăn cái này, ăn dạ. Chay luôn chứ. Thì mình nấu thì mình ăn luôn mà, đúng không? Thường em thấy các quán đa phần nấu là ăn luôn. Ở đâu thì cũng vậy thôi. Dạ.
À, em thấy là anh hình như anh chay mới nấu chay mới ngon được đúng không? Anh chay là ông bà với gia hộ cho bán không có đắt. Đi làm giống với cái chị kia ha. Không, cái chị kia thì chỉ làm ra thành phẩm rồi. Chứ không có quay vào cái công đoạn như thế này. Chỉ ra thành phẩm rồi, chỉ giới thiệu cho em thôi. Dạ. Cái này nếu mà khán giả nào xem thì coi cái này giống chung của mình cũng đặc biệt lắm á. Dạ. Không, cái món này là chỉ đó cũng chỉ giới thiệu là đặc sản miền Trung mà. Cái này là đặc sản miền Trung. Dạ. Cái thời gian quán mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị Hiền? Chị bán thời gian 6 giờ là chị có đồ ăn rồi đó. 6 giờ sáng? 4 giờ thì chị dậy, chị chuẩn bị, chị làm, dạ. Chị nấu đó. 4 giờ là chị nấu, chị chuẩn bị đâu vào đó hết. Là 4 rưỡi là bắt đầu chị nấu. Dạ, bán tới mấy giờ chị ha? Chị nấu tới 6 giờ là chị mở cửa chị bán rồi. Dạ. Còn tối thì chừng cỡ 7 rưỡi 8 giờ là chị dẹp. Dạ. Dẹp quán, dọn dạ. Quán thì hồi đó cũng khách nó cũng hết rồi. Khách hết rồi dạ. Còn ngày chay thì vô thời gian. Dạ. Ngày chay thì mình không có nói được vô dạ. Thời gian. Bán tới đêm luôn. Để chị dắt cái miếng này ra cho điện nó cháy. Dạ. Khu vực bếp của mình cũng thoáng chị ha. Nó không có bí cái hơi nóng. Thoáng. Thiết kế chị làm cái này nè. Dạ. Thông hơi lên đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chị làm nhờ cái đó đó mà em đứng đây nó mua mát. Dạ. Không có cái đó em không tính này được đâu mà chị nấu cũng không được luôn. Dạ. Trong tháng thì mình bán, mình có nghỉ ngày nào không chị Hiền? Không, chị bán một tháng 30 ngày. Bán đủ 30 ngày luôn? Chị không có nghỉ ngày nào hết á. Còn cái trường hợp ví dụ như là chị mất công việc gì đó thì dạ. Chị cứ nghỉ thôi. Dạ. Còn thường thường quán cơm chay là thường thường 12 đến 16. Là dạ. Người ta hay nghỉ. Đúng rồi. Còn với chị thì chị không nghỉ, chị bán ngay đâu. Bán luôn. Bán dạ. Mà do mình là phục vụ cho ba tánh mà mình dạ. Nghĩ ba tánh ăn gì? Ba tánh hả? Hay á. Mình phục vụ cho ba tánh thôi. Dạ, dạ. Mình nghĩ, cái từ này hay. Nghỉ thì dạ. Mình nghĩ là ba tánh người ta ăn cái gì? Dạ. Mình phải phục vụ xuống à. Dạ. Chị là phải thuộc về cái thời cổ trang mới đúng. Ba tánh. em mới nghe cái từ ba tánh luôn đó. Cũng nghe cũng hay quý vị ha, vui hay. Ui nó thơm lên chị ha. Nó thơm, để nó thơm lên thì chị có đổ ớt vô. Cho nó thơm lên, cái này nó cũng phải thơm lên. Dạ. Ớt đi. Rồi chị cứ mới cho đậu hũ vô đúng không? Không, chị cho gia vị vô thôi. Cho gia vị cho thôi. Chị lỡ tay chị cho nó hơi dầu hơn nhiều. Dạ. Mà ăn chay người ta ít xài dầu. Ít xài dầu, dạ. Do người ta ăn chay nhiều người ta cũng chữa bệnh, người ta cũng ăn chay. Dạ. Người ta ít cái dầu mỡ đó. Chị nói dạ. Muốn làm dầu mỡ nó nhiều nó ngán. Dạ. Làm vừa thôi. Cái đây mình đang thắng cái xả mà. Chút xíu là mình bớt dầu ra cũng được. Đúng dạ. Cho đi đây cái nước nè. Dạ. Đó, đem nước. Cái bên này nó thơm quá quý vị ha. Cái chảo bên cái phần sa tế đó. Cho để cho nó tới cái xả đi chứ để không có cái xả mà nó không tới là nó hôi. Dạ. Cho nó tới cái xả này nó có thơm. Dạ. Mà để nó được lâu. Wow. Cái công việc nó nhiều lắm mình đâu có làm liên tục được. Dạ không sao chị cứ làm từ từ. Dạ. Hành nêm chay gì ha? Tất cả đều chay hết. Dạ, tất cả đều chay hết. Hành nêm nấm nè. Hành nêm nấm. Chỉ có được tới hai thứ là. Đường nêm ha. Dạ. Mấy nay trời Sài Gòn nó oi quá vậy hả? Ớt khô nhưng mà hồi tối chị chưa chuẩn bị kịp thì chị bỏ vô đây miếng ớt nè. Tươi. Chứ thường thường là làm ớt khô nó mới đẹp. Dạ. Ớt khô thì nó ít cái cay hơn, ớt tươi thì nó quá cay nha. Dạ. Cho nó thơm như vậy hả? Đúng rồi. Wow. Cho hết vô luôn. Cái này là mình như chị gọi món này là cái gì? Ớt sa tế. Ớt sa tế, dạ.
ở ngoài mà miền Trung mình cũng gọi vậy luôn. Đúng rồi, ăn sa tế của dân miền Trung của chị, đặc sản của miền Trung chị đó. Dạ. Nên chị giới thiệu là đặc, cái này là đặc sản của dân miền Trung của chị. Ở ngoài miền Trung mình có từng vùng miền gọi cái tên khác nhau không ta? Sao em thấy chị kia gọi là ớt rim, chị lại gọi là ớt sa tế hả? Chị ớt sa tế do là có vùng giống như chị... mỗi nơi gọi khác nhau vậy hả chị ha? Cái vùng của chị là ớt sa tế thì chị kêu ớt sa tế, nhưng mà chị không biết kêu cái danh từ gì nữa hết. Dạ. Mình ở đâu thì mình nói mình chắc em nghĩ là cũng giống thôi. Dạ. Giống à? Cũng giống. Quán của chị người ta ăn cái này lắm. Dạ. Ta nói là cái này nó ngon. Ồ vậy hả? Sa tế đúng không? Ừ. Ngon hơn sa tế trong đây đúng không? Ừ, người ta ở đây người ta chỉ làm qua vậy là xong. Nhưng mà ở của chị thì chị làm rim thì nó hơi kỹ hơn. À vậy là rim là đúng rồi. Đúng rồi. Rim là đúng rồi đó. Chị dùng từ rim là em thấy đúng rồi đó. Món đó giống như cái món ở bên cái xe bánh mì mình đã quay chia sẻ với quý vị các bạn. Món ớt rim thì hôm nay qua quay được ngay công đoạn lúc chị đang làm món ớt rim luôn. Em chở cái đó cho chị. Dạ. Cái này em chở cho chị luôn ha. Chở mặt hay sao? Em chở. À dạ. Chở mặt đúng không? Đúng. Này chị cho phép mình làm nha quý vị. Tại có mình chị làm tới 3 chảo. Chị là em làm cơm chay sao? À biết đâu em mở quán cơm chay đúng không? Em mở quán cơm chay là chị nhận đệ tử dạy nghề không? Cháu nó vô được mấy ngày rồi nó học phải đâu quá. Dạ. Quay nó ngại quá đi tắm. À có gì đâu, ngại trời ơi, thanh niên đàn ông mà ngại gì không biết. Nó cháu rồi nó bắt cỡ ở quê mà. Dạ. Chắc mới vô hả chị? Ừ. Mới vô được mấy ngày cháu nó vô nó học để nó ra quán. Có người yêu gì chưa mà mắc cỡ là sao? Đó, hồi nãy em thấy đó, nó ra đó. Dạ. Nó ra. Có vợ con người yêu gì chưa? Nó có vợ rồi mà. À có vợ rồi mà còn mắc cỡ trời. Ở quê. Dạ. Ở quê nó nhát á. Là chị bỏ đường như vậy ha. Nó thơm, em thấy nó thơm cái vị đặc trưng của ớt rim rồi đó. Chị cho miếng này ha. Dạ. Đẹp quá quý vị ơi, nguyên một cái chảo ớt rim hấp dẫn. Đây là một trong những món đặc sản của người miền Trung nha quý vị các bạn ha. Do mình miền Trung mình giới thiệu cho miền Trung. Dạ, chị Hiền thì quê của Quảng Ngãi. Thơm quá quý vị ơi, thơm á. Nhưng mà nó không có bị kiểu như là nồng cái vị sa tế quá nhiều. Nó rim rim mà nó thơm, vị nó lạ lắm kìa. Hay như mình làm ớt không á, nó rất là cay. Nó cay mà đứng đây nó sặc luôn á. Ừ, sặc dạ. Luôn. Nhưng mà chị bỏ xíu, thay như mình cho xíu xả luôn. À dạ. Nó hài hòa. Hài hòa lại. Ăn. Dạ. Nó không có cay. Ồ, hay quá. Đó, nó sôi lên giống như mưa bong bóng ấy quý vị. Đẹp quá ha. Màu sắc. Đây, nó, cái này nó ấy là nó ra màu luôn. Không cần phải bỏ màu gì hết á. Ớt nó ra màu gì. Màu ớt luôn, dạ. Màu ớt luôn. Không cần mình phải bỏ cái gì vô trong này hết á. Thường thường người ta bỏ dầu điều nhưng mà nhiều dầu điều đâu cần đâu. Dạ. Nó đỏ thì vậy đâu cần. Nó không có kiểu như là nó bóng theo cái kiểu dầu điều vậy ha. À chút xíu là coi như chị chia thắng cái xả nó xong là mình đổ lên trên này ha. Đúng rồi. À mình đổ lên trên đầu hũ luôn. Đó chút xíu chị làm cái món sườn này nữa quý vị các bạn ha. Sườn xé ha. Thắng cái đó là mình rim cái đó là mình phải để ý đảo liên tục chị ha. Đảo liên tục đúng rồi. Nó cháy. Với lại cái bếp kho này nó nóng lắm. Đúng rồi, nhanh lắm. Nhanh lắm. Bếp công nghiệp. Máy nghe nói chuyện rồi đâu đó. Sơ sẩy chút là cháy đen luôn. Trời, cháy đen luôn. Bị hoài. Ồ, bị hoài luôn. Ai mà nấu ăn là cũng phải bị chứ. Dạ. Dính đòn liền nha. Ai cũng phải dính đúng không? Ai cũng phải dính đó. Không có ai mà tài dẫu gì. Không dính ít là không dính gì chứ. Mình tìm được sư phụ dạy nghề rồi nha quý vị các bạn ha. Đó. Có cơ duyên mở quán chay thì nhờ chị làm món ha. Nói chứ mình chưa biết khi nào nữa quý vị các bạn. Duyên nó tới đâu mình làm tới đó ha. Bây giờ đi quay rồi không có thời gian đây nè. Cái sa tế rim của chị nó thơm quá quý vị ạ.
thơm nhưng mà nó không phải thơm cái kiểu cay sặc nha quý vị nha. Nó thơm nó riu riu cái kiểu nó dịu. Nguyên một cái chảo sa tế rim rất là đẹp. Thơm phức à. Dạ bác, cho tặng bác một khẩu gì ăn thử nha. Dạ cảm ơn chị. Bác cơm nha. Dạ. Ăn thử nó bắt cơm nha. Có quà luôn hả? Ừ, có quà luôn. Cặp cái chị Hiền tặng cho bác một khẩu. Dạ. Cái gì ăn để nhớ là đặt sẵn miền Trung nha. Dạ cảm ơn chị. Nhớ chị luôn đúng không? Không nhớ. Nhớ ớt cái này chứ nhớ chị làm cái gì. Chị nhớ quán nhớ món của chị chứ. Đúng rồi, nhớ quán nhớ món này. Dạ. Rồi là xong rồi đi. Nhớ quán nhớ món thì cũng phải nhớ chị chứ đúng không? Chị người làm mà. Chị là làm ra cái món đó mà. Hấp dẫn quý vị ơi. Ê nó nổ. Nó nổ nó sôi kiểu bong bóng đẹp quá quý vị. Nè, quý vị thấy không? Dạ. Cái này người ta gọi là mưa dầm thấm lâu nè. Đó, mưa dầm thấm lâu đó quý vị thấy không? Nó thấm cái nước vô cái phần chị làm kỹ đó. Dạ. Ăn ở nhà thì nước á. Dạ. Dùng miếng ngon á, hấp dẫn á. Wow. Coi như là sáng nay mình ghé quán thì mình quay được chia sẻ tới quý vị các bạn ba món ha. Món ớt rim này. Món đậu bột bốn món chứ. Cái món này chị có làm luôn không? Còn làm luôn, cái này làm xong có bắt đầu là cái nồi đó là làm được không? À vậy là bốn món. Là khìa sườn. Một hai món sườn. Một món sườn miếng khìa. Và món đậu hũ chiên xả. Rồi ớt rim. Và món sườn xé nữa. Bốn món. Trời chị nấu ngày hai mấy món luôn quý vị các bạn. Mình bắt đầu mình cứ nghĩ là chị nấu khoảng chục món à. Mà chị nấu hai mấy món luôn. Đây là quán chay gần nhà mình nha quý vị các bạn nha. Ngay khu vực chợ đầu mối á. Nhà mình thì cũng gần bên khu vực chợ đầu mối. Đi ngang qua quán chị mấy lần rồi, hôm nay mới có dịp ghé vào quán để quay chia sẻ những món ăn của chị Hiền làm chia sẻ với quý vị các bạn những món chay của quán ha. Quán có tên là quán chay Diệu Vi nha quý vị. Wow. Hấp dẫn, hấp dẫn. Dạ. Làm nhà vừa cay mà vừa ngọt mà vừa thơm vừa béo. Hấp dẫn quá. Đó, sôi lên quý vị ha. Cái đó nó cô đặt lại rồi chị ha. Cái món kia là chị không biết, nhưng mà riêng hai cái món sườn với lại cái món đây. Dạ. Yeah. Là hai cái món này là quán chị thích lắm. À. Ai vô cũng hết là món sườn với lại món đậu hũ sả. Sườn riêng với đậu hũ sốt sả. Không biết là nấu ăn sao nhưng mà hai cái món là hết trước. À hết trước. Ừ. Coi như là best sale của quán ha. Hai món best sale. Vô mà không có sườn người ta không ăn. Dạ. Cái như bữa đó mà hết sườn là người ta không ăn cơm. Ồ. Mà hết muối xả người ta cũng không ăn. Kia ta ăn mấy cái món kia đi người ta kia không thích. Ồ hay vậy. Mà chị không biết là sao. Dạ. Cũng tùy khẩu vị mỗi người đúng chị. À đúng rồi. Dạ. Nhưng mà sao hai món đây là người ta là thích. Chắc là hai món được ưu tiên trước. Không biết. Giống như là hai món đây là giống như là ta thích chị nấu nó kiểu như đậm nó đậm đà hơn sao thì chị không biết. Rồi giờ đây bếp ha, xong rồi chị ha. Wow, chị chan trực tiếp lên luôn, trực tiếp luôn. Dạ nó thấm nó ngon. Dạ.
chứ còn làm rắc muối vô thì chị thấy nó khô khan quá. Miếng đậu hũ chiên nó đã khô rồi. Mình đi mình rắc muối xả đó là nó khô nữa, thành ra nó khó ăn đó. Khô khan quá nó khó ăn. Mà thời tiết Sài Gòn thì nó nóng, mà khô khan quá nó khó ăn lắm. Thơm quá quý vị ơi, hấp dẫn ha. Quá đã luôn. Wow. Ớt khô nó đẹp hơn, nhưng mà ớt khô là do là ngày hôm qua, ngày trai qua đó. Đuối quá. Thế chị không có đi chợ. Ngày qua đông quá đúng không? Đông đuối quá. Ngày trai qua đó. Ngày hôm qua là chị nghỉ ngơi, nhưng mà quán chị bán không quá có bán. Quán chị bán bình thường. Bán bình thường. 16 mùng 2 là người ta nghỉ cho mà chị bán bình thường. Chị chịu đuối quá. Chị nghỉ ngơi á. Nên chị hết ớt mất. Em cứ chị vừa làm rau, vừa dọn dẹp, vừa đó một mình chị thôi, vừa nấu, vừa đi chợ. Đó một mình chị quay tới quay lui. Chứ bây giờ người ta người làm vô bây giờ làm cái nghề này thì nó rất là cực. Nên người ta cực thì người ta không có làm. Cực mà lương thì ít. Nên nhiều cái cực lương ít đó, người ta ít cái ham làm cái nghề này lắm. Người ta ít cái phụ mình, phụ quán đó. Nên mình cuối cùng mình cũng cực một mình là thôi. Rồi mình trang lên tiếp vậy ha. Đúng rồi. Chị làm hay làm bao nhiêu là chị canh bao nhiêu thôi. Làm bao nhiêu thì mình canh bao nhiêu. Đủ rồi. Kế bên cái shop quần áo mở nhạc hơi nhiều ha. Hơi lớn. Bán quần áo mà cứ mang nhạc thế rồi giờ ở gần mình đâu có dám nấu nó lòng. Bây giờ mình làm cơm chay á. Họ cứ suy nghĩ vậy đó, họ suy nghĩ. Giờ làm cơm chay mà nấu Wow. Chắc chưa? Đẹp quá. Thơm quá. Ớt khô thì lên cái màu nó đẹp hơn. Ớt tươi á nó cay quá chị không dám. Sợ nó cay quá ta ăn ta. Ra món luôn chị ha. Sườn rim chua ngọt chị ha. Đúng rồi. Ăn cho nó đỡ mát. Chị cho chút xíu me vô. Chua chua hả chị ha? Đúng rồi. Chua vị me. Chua chua ngọt ngọt cay cay. Ớt khô không có phải làm. Làm không kịp. Có mình chị làm à. Có mình ăn ở ngoài thì anh bán ở ngoài rồi. Hai vợ chồng làm. Mình chị bơi. Ngày trai được có kiếm nhiều có người phụ. Bây giờ thấy anh thấy chị cực quá, anh chị phụ với chị luôn. Hồi trước là anh làm gì chị? Làm với Bình Thạnh. Anh làm quán như đó, bây giờ anh về anh phụ chị ở đây luôn. Hồi trước là anh chị mỗi người một quán. Chứ một người mà kiêm một quán luôn là cũng mệt lắm á. Cái này là mình cho nó kẹo là một chút. Tại vì thìa không. Một thìa không thì nó bình thường quá. Nên là mình phải cho xí me vô. Vừa ngọt, vừa chua, vừa cay. Mình chế biến theo cái cách riêng của mình vậy ha. Ngọt, cay, mặn. Ngọt, cay, mặn. Chua chua. Dạ. Nó hấp dẫn luôn. Chị cười tươi quá ha. Nấu cho ba tánh ăn mà đúng không? Cho ba tánh ăn là phải vui chứ. Mình nhớ cái từ ba tánh lên luôn nha quý vị nha. Cái từ rất là ấn tượng hay. Cho nó kẹo là một tí nữa ha. Tí tị nữa thôi. Trong miền Trung của chị là hơi ăn mặn. Nhưng mà miền Nam thì nó hơi ngọt ngọt, hơi ngọt xíu. Chị cho xíu đường. Chị dung hòa ba miền ha. Với chị thì như vậy là được rồi. Nhưng mà ở trong này là mình nấu theo trong này. Mình ở đâu là mình theo đó mà. Mình nấu trên người trong này mình cho đường thêm là để theo cái vị ở trong miền Nam. Xíu đường thôi. Cho nó đúng với cái vị trong này. Chứ còn với mình là ngoài miền Trung có nãy mình ăn mặn lắm. Đúng rồi. Rồi đảo lên. Nó cái sốt nó
là nó ngấm vô nước tường đẹp quá quý vị ha, hấp dẫn ha. Cho nó thấm đều là được á chị ha. Còn nếu mình làm mà kiểu như mình làm mà bây giờ nó giòn á nha. Dạ. Cái này nó mềm á, là ví dụ như để tiền bảo 1 tiếng 2 tiếng nữa nó vẫn mềm. À. Mà dễ ăn. Nhưng mà làm mà em làm cho nó giòn nha. Thì nó dai, nó mau dai lắm. Ờ. À. Nó mau dai thì chậm nó dai người ta ăn không có được. Dạ. Ừ. Nên mình phải làm cho nó mềm mềm xíu vậy nè. Là người ta thích ăn. Thích ăn nên là dai chứ hả? Ừ. Rồi chị ra món luôn. Bếp của chị nó hơi chặt xíu. Không sao đâu chị. Để cho nhà người ta trong nhà mình. Dạ. Yeah. Nhà chị Hiền có tiền, chị Hiền luôn có nhà lớn. Bếp sao mình quay vậy thôi mà. Dạ. Yeah. Anh thua là chủ yếu chia sẻ món với cái cách chị làm món nó như thế nào thôi. Hấp dẫn nha quý vị. Rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Mình làm tiếp món này vậy ha. Món này gọi là món gì chị? Sườn chiên giòn để bán tập cẩm. Dạ. Cái này chị đảo qua bơ chưa? Đảo qua rồi ha. Cho miếng bơ cho nó thơm. Dạ, em thấy có bơ rồi nè. Không có nhiều. Cho một tí bơ cho nó thơm. Cho nó thơm dạ. Cho nó lạ lạ. Chả bên này là chả gì chị? Cái chả này nè. À chả để chị chiên bán đồ nước á. À bán đồ nước ha. Chả chay. Ở đây hôm nay mình có món nước là món gì chị? Món nước thì có bún Huế nè. À bún Huế. Bún Huế, bún riêu. Bún riêu. Là hủ tiếu. Hủ tiếu, phở. Qua wow, cũng nhiều món quá ha. Nhiều món ba tánh ăn ta không ngán. Ba tánh ta ăn không ngán. Là bây giờ mình mới chiên cái món sườn này đúng không chị? Đúng rồi, giờ chị chiên. À. Chị ướp xong rồi chị chiên. Dạ. Ướp gia vị nó vô rồi, bây giờ chị chiên. Chờ dầu nó nóng lên bắt đầu chị mới chiên. Bắt qua đột xuất quá. Dạ. Không có chuẩn bị nhiều. Dạ, không sao chị. Làm trước đó. Dạ, không sao. Chủ yếu hôm nay em ghé quán để em chia sẻ những cái món ăn với giờ giấc là chính thôi. Tập sau em đi sớm em quay được nhiều món hơn. À. Dạ. Bắt gia vị vô với cho một tí bơ nữa. Dạ. Tí bơ nó thì nó thơm hấp dẫn hơn. Dầu bắt đầu nó xèo xèo lên rồi quý vị ha. Nó xèo bồng lên rồi nó chiên cái này chắc cũng nhanh chị ha. Chị đảo cho nó thấm đều cái bơ quý vị ha. Chị cho một miếng bơ chút xíu cho nó tăng cái vị thơm, hấp dẫn cho cái miếng sườn xé. Mình thấy thì mỗi một ngày mình đi thì mình lại khám phá ra một nhiều món mới cũng như là nhiều cái cách chế biến của các quán khác nhau nha quý vị các bạn ha. Cái này mình chiên giòn lên là được rồi chị ha. Đúng rồi, chiên giòn lên. Dạ, chiên giòn lên là xong. Tại vì nó có gia vị rồi mà. Quan trọng là mình gia vị á. Dạ. Cái gia vị của mình. Chiên thì giống nhau đúng không? Còn ăn thua là cái gia vị của mình nêm nếm đúng không chị? Cái gia vị này khác, cái mình cái gia vị khác. Dạ đúng rồi. Nó không có giống nhau. Nhưng mà nó cũng là chiên. Đúng rồi. Người ta kêu là 10 ông đầu bếp là nấu ra 10 vị khác nhau mà. Tại vì mỗi ông là một hương vị mà. Đó, một cách nấu khác nhau. Cách nêm nếm, cách làm khác nhau. Hấp dẫn chị ha. Chặt nó giòn tan. Nó giòn luôn. Giòn ăn giống như sườn nách. Ừ.
chị Tặng nói thì hình thì bác không hiểu đó ha. Dạ. Nhưng mà ăn á bác cảm nhận được ha. Dạ đúng rồi. Chắc nó chị tặng cho bác một hũ. Nữa, tặng nữa. Dạ. Một hũ. Ăn rồi giới thiệu cho chị Hiền bán chứ. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Mình muốn bán được là mình phải bán cá lên chứ. Dạ. Chia sẻ món của mình đó. Chia sẻ lên. Dạ. Cho bác tánh người ta biết dạ. Ủng hộ mình chứ. Dạ. Bá tánh. Cái từ bá tánh nghe hay ghê luôn. Mình phục vụ bá tánh mà. Dạ. Ồ nó ngã ngã vàng rồi chị ha. Nhanh ghê á. Bây giờ nó nóng. Nóng lên thì nó nhanh. Dạ. Coi như món này là món của ngày hôm nay là món cuối đó ha. Món cuối á. Dạ. Chút xíu là mình sẽ ra cái quầy á, mình quay các món ngày hôm nay chị nấu chia sẻ với mọi người ha. Chị nấu cũng khá là nhanh quý vị ha. Cái phần 5 năm rồi. Dạ. Chị Hiền là siêu nhân. Dạ, sẵn chị chia sẻ giùm em về quán rượu vi của mình đi. Với cái cơ duyên như thế nào mà hồi trước là mình làm cái gì rồi sau là chị chuyển qua bánh chay như thế nào? Hồi trước thì chị cũng bán buôn bình thường. Dạ. Nhưng ở quê á, ở Quảng Ngãi chị á thì chị cũng bán nhậu đồ đó. À bán quán nhậu đồ này kia bình thường ha. Dạ. Nhưng chị thấy làm cái chị đi chùa thì cái chị cũng hay nấu cho chùa. Cho phục vụ mấy cô với lại giúp cho mấy sư cô á trên chùa á. Dạ. Thì chị cũng có vô dịch phụ giúp nấu á. À. Thì chị thấy mà tự nhiên sao mà cũng có cơ duyên như là một tháng mình ăn 4 ngày chay. Sao tự nhiên từ đó là chị ân làm cơm chay. Dạ. Cái tâm của chị nguyện. À. Chị vô đây chị làm cơm chay mà hồi đó chị ở con của bà cô chị ở dưới Bình Thạnh á. Dạ. Xong là hồi chị vào Sài Gòn là bắt đầu chị nấu chay rồi. Là chị vô là con của bà cô của chị á, bà chị của chị á. À. Bà cũng làm nhiều lắm, cũng 6 quán chay, một nhà hàng chay. Hai vợ chồng chỉ là ăn chay đi tu cũng mười mấy năm rồi. Cho em thông tin nha, để có gì em qua em quay chia sẻ mọi người ha. Dạ. Cái chị để ý cái đó là chị chạy. Là chị lấy Diệu Vi, chị tên Kim Hiền. Nhưng mà chị lấy tên quán Diệu Vi là chị lấy theo của sư phụ chị đó. Cũng tên Diệu Vi đó, bà chị của chị đó. Lấy theo tên của bà chị. Sư phụ của chị là ấy như khai cái món ra cho chị nè. Khai món này ra cho chị làm ha. Món chị làm, chị học đó. Chị vô chị học, rồi chị làm chừng cỡ nửa năm thì chị mới ra quán. Chứ đâu phải là chị vô, từ miền Trung chị vô là chị gặp sư phụ. Trải nghiệm qua sư phụ của chị. Cái như là dạng như là bà chị của chị nhưng mà chị tôn trọng chị. Anh chị là chị nói là sư phụ của chị. Là anh chị của chị là mở Diệu Vi. Quán lên là chị lấy tên là Diệu Vi. Nên em đi hết cái Sài Gòn này Diệu Vi là của anh chị đó. Chị là tên Hoa. Còn anh là tên Hoàng. Chị Hoa với anh Hoàng. Là sư phụ của chị Hiền. Người ở Quảng Ngãi luôn. Người Quảng Ngãi luôn. Con bác của chị. Con bác của chị. Hay quá. Thì vậy nó mới có cơ duyên là chị cứ vô đây chị làm chứ nếu không có quen, không có thân, không có bà con thì chị không vô được. Chị không có cơ duyên làm được cái này, không có cơ hội để mình làm. Dạ, hay quá. Để mình xin chị Hiền cái thông tin để mình có thể liên hệ với chị Hoa ha. Sư phụ của chị Hiền để mình qua đó mình quay chia sẻ với các bạn, tại vì mình nghe chị Hiền bán là bên đó anh chị bán cũng rất là nhiều quán quý vị các bạn ha. Nhiều quán nhưng mà bây giờ đợt dịch vừa rồi á là anh chị bây giờ qua thùng chay rồi. Qua thùng chay là lên quán là Nhật Quang. Không có lấy còn tên Diệu Vi nữa mà qua Nhật Quang. Là theo sư phụ Thanh Hải đó. Dạ vâng. Thanh Hải bên Đài Loan đó. Nên anh chị anh Hoa chị Hoa anh Hoàng á là đi theo cái đạo của sư phụ Thanh Hải đó. Nên là bây giờ dịch vừa rồi á là anh chị cũng dừng quán. Dừng quán bây giờ hai vợ chồng đi về bên lên Đắk Lắk á. Làm vườn tu tập ở đó luôn. Cái như bây giờ cái như làm bao nhiêu năm phục vụ cho bá tánh rồi. Mười mấy hai chục năm rồi.
bây giờ cũng như dạng như là lớn tuổi rồi, rồi giờ về cái dạng như là nghỉ ngơi để tu tập thôi. Tu tập thôi. Chứ bây giờ là không bán nữa đúng không chị? Còn ai mà ví dụ như mở quán hay là có nhu cầu gì thì anh chị giúp. Anh chị đến giúp, ví dụ có mình lên tiếng, ví dụ như mình nhờ thì anh chị đến giúp cho mình quán chay. Giống như chị vậy ha. Anh chị bây giờ lên phòng chay rồi. Dạ vâng. Rồi thôi coi chị Hiền chiên cái món này chút xíu nữa ha, rồi mình sẽ ra quầy nha quý vị các bạn. Đó là những cái chia sẻ của chị về quán chay Diệu Vi và cái tên chay cơm chay Diệu Vi là như thế nào, cũng như là cái cơ duyên của chị đến với ẩm thực chay như thế nào nha quý vị các bạn ha. Đó, cũng rất là hấp dẫn nha quý vị các bạn. Hồi trước là ở quê là chị bán đồ nhậu, xong bắt đầu là chị rời quê hương miền Trung, rồi chị vào đây bắt đầu là chị học nghề làm món chay và chị mở quán chay bán ở đây là cũng được 5 năm rồi, với tên là cơm chay Diệu Vi cho quý vị các bạn ha. Một cái chia sẻ cũng rất là thú vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thơm quá vậy ha, nó có cái bơ này nó thơm hả? Đúng rồi, bơ nó thơm, nó có bơ thì nó có mùi, nó có thơm hấp dẫn được. Nhưng mà không có cái bơ thì nó không có thơm, nó cũng bình thường thôi. Thơm. Cái này là cũng chị tự sáng kiến ra. Chứ còn anh chị của chị thì chỉ được vậy thôi. Dạ, chị cũng theo công thức truyền thống rồi mình tự chỉ có cây bản thôi. Còn mình về mình tự tạo, mình tự làm theo cách của mình. Theo cách của mình. Dạ, hay. Chị chắc là khéo tay lắm ha. Để tập sau nếu mà có dịp quay lại á, thì mình sẽ quay nhiều món hơn nha quý vị. Mình sẽ hẹn trước với chị quay nhiều món hơn. Nay đi đột xuất. Đây này đột xuất quá. Dạ, đột xuất đó. Mà còn mấy cái món này là do chị làm để bắt trưa đó. Dạ. Còn lại chứ. Chị có nghĩ là nay mình ghé đâu. Dạ. Chị nghĩ chị không nghĩ bắt mấy ghé đâu. Dạ. Chị không nghĩ đâu. Chị cũng nghĩ là chủ nhật hay là chủ nhật tuần sau gì đó. Dạ. Do là bác nói là ở tuốt với quận 9 đó, với lại chị qua ngày trai rồi chị quẩy quá. Dạ. Dạ là vừa đã ham á, mình cái đĩa nó ham nó cháy vừa rồi. Hôm nay chị tặng bác thằng phụ bác về bác ăn nha. Dạ. Rồi bác quảng cáo cho cái quán cho chị về nha. Wow, thơm quá. Nhà em thì ở gần đây, ở quận 9, là hôm bữa là hẹn chị mà về là nó về nó xa, từ đó chạy về nó xa. Em quay với đang quay với quận 9 hả? Dạ. Nhà bác ở đây là ở đâu á? Em bên khu chợ đầu mối luôn rồi nè, chạy vô chút à. Dạ. Nhà em chạy qua chị độ khoảng mấy phút rồi? Chạy gần ha. Dạ. Rồi quý vị ơi, sáng giờ thì mình đã quay được một số món mà chị Vi chế biến và làm ngày hôm nay như thế nào ha. Rất là ấn tượng với cái quy trình mà chị làm món quý vị các bạn, rất là hấp dẫn. Bây giờ chị cũng đã trở ra ngoài quầy món phía trước này. Mình sẽ nhờ chị giới thiệu những món ăn hiện tại ngày hôm nay chị bán như thế nào nha. Rồi bây giờ chị Vi giới thiệu giùm em những món ở trên quầy nha. Hiện tại ở trên quầy là những món gì nha. Món này nãy là mình quay này. Chị làm chua ngọt ha. Dạ, sườn chua ngọt. Cá thu rồi mình kho. Cá thu mình kho với lại cái sốt cà đó. Cá thu sốt cà. Cái đậu hũ đây cũng sốt cà ha. Đậu hũ sốt cà luôn. Cái này mình kho với cà chua. Khổ qua kho cà chua. Làm cho nó đẹp đẹp mắt vậy đó mà. Cái này là khổ qua nhồi vậy ha. Khổ qua nhồi đúng rồi. Dạ. Cái đây là mì căng á, mì căng là gọi là cờ ruột đó. Ruột dạ, mì căng. Khìa. Rồi món bên này. Bên này là gì chị? Chả kho. Chả kho. Chả lụa đó. Dạ. Còn này tôm này. Tôm khìa. Chả kho cà chua. Tôm khìa. Cái này là tôm khìa. Xúc xích. Xúc xích. Chả giò. Bên kia có chả giò nữa. Cái này là thịt lụi nè. Thịt lụi, dạ. Đậu hũ xào. Rồi, đậu hũ xào. Xôi xào. Cái này là cà tím hả chị? Cà tím á. Cà tím. Cà tím mình chiên á. Dạ. Mình chiên. Hóc Môn mình hay có cà tím ha. Dạ. Đó là chị bán trái. Dạ. Bán trái đúng không? 5.000 trái. 5.000 một trái, dạ.
Rồi, cái này cà gì? Cái này cà dĩa, cà dĩa chị kia đó. À, chị bán thập cẩm. Còn cái này chị bán trái. Sườn chị kho thập cẩm, ủ qua chị kho với tàu hũ. Cái này là su với cà rốt xào ha. Xào. Sườn kho. Sườn kho ớt. Kho ớt, ớt à, ớt chuông. Ớt dạ. Chuông á. Ớt ba màu. Chị làm sườn xào chua ngọt á. Sườn xào chua ngọt. Rồi khổ qua. Ủ qua kho với tàu hũ. Khổ qua kho tàu hũ. Wow. Cái này mắm thái chị anh chị là chị qua anh Hoàng đó. À dạ. Là chị là sư phụ, anh chị là sư phụ của chị. À. Và là về quê là đó là dạ. Đó. Hướng dẫn cho chị làm món này. Không, về quê là anh chị làm cái món này nè và à. Bỏ cho mấy quán chay. À dạ. Mấy quán chay đều lấy của anh chị hết, ủng hộ cho anh chị. À, bây giờ anh chị bây giờ cái như làm bao nhiêu năm phục vụ cho bá tánh rồi. Ồ, bây giờ anh chị lớn tuổi rồi, bây giờ về ở trên đó là tu tập để cho nó yên tĩnh đó mà. Dạ vâng. Nên cái nơi yên tĩnh để mà anh chị để có thời gian để mà tu tập. Dạ. Rồi cái món này món gì chị? Đây cái món này kho thập cẩm, nấm với lại tàu hũ, mình kho thập cẩm. Nấm tàu hũ kho thập cẩm. Ừ. Wow, hấp dẫn ha. Món Thái này đây là của sư phụ chị. Dạ. Anh chị Hoa Anh. Dạ rồi, để mình quay qua sơ qua các món trên quầy một chút xíu nữa nha. Để cho quý vị xem nè. Xem từ từ ha. Đó, quầy món cũng rất là hấp dẫn và rất là sạch sẽ quý vị bạn ha. Hấp dẫn chưa? Đó, cái món cà tím nó ăn rất là thơm luôn quý vị các bạn. Cũng có tập mình quay về cái món cà tím đó, mình quay chia sẻ với quý vị bạn đây ha. Để hôm sau có dịp nữa thì mình quay chị Hiền làm món đó như thế nào nha. Cà tím nó ăn cũng rất là thơm. Nó mềm. Thì cũng chiên như vậy, nhưng mà mỗi người nó làm cái đứt sốt của mỗi người. À, mỗi khác nhau ha. Dạ. Như vậy thôi, chứ còn cà tím thì mình vẫn như chiên như vậy. Dạ. Ở trên này là những cái bịch em thấy chị đóng gói này là cái gì đây? Sườn đó, sườn chị chiên chị đóng bịch nè. Với là sườn chị đóng hũ nè. Bịch này bán này sao? Bán nó 10.000 một bịch. À 10.000 một bịch. Mắm Thái cũng 10.000 một bịch. Mắm Thái này cũng 10.000 một bịch luôn. Nãy mà cái sườn mà chị làm có bơ đó. À. Cái hũ này là chị 25. Là kêu ta tặng em đúng không? À. 25.000 là chị vô hũ như vậy nè. Vô hũ này 25.000. Wow. Còn cái hũ cái nhỏ này mình thường. Để ăn được lâu không chị? Cũng được lâu lắm, tại do mình chị chiên rất là kỹ. Dạ. Nên mình thử là mình để nó được nó rất là lâu. À. Mà cái hũ nhỏ thì 15.000. À. Còn hũ lớn hơn cái hũ này là 50.000. Còn có cái hũ ớt rim không? Ớt rim đây không? Ớt rim là do chị đang làm. À đang làm chị thôi. Chưa, do nó còn chưa nóng kịp quá. Dạ. Chị có được để vô trong cái hũ nó queo. Dạ không sao chị, tí nó quay. Cái này là gì? Cái này là sườn. Không, cái này là gạo lứt hả? À cái đây gạo lứt. À. Gạo lứt đó. Một lọ vậy thì 50.000. 50.000. Dạ. Gạo lứt. Đó bên kia mình thấy chị cũng có bán siêu thị mini Bách Hóa thu nhỏ nha quý vị bạn ha. Có nấm đông cô khô nữa nè. Để mình qua mình tham quan tí nha. Rồi bây giờ mình coi chị Hiền làm cái phần cơm thập cẩm cho khách như thế nào nha quý vị các bạn nha. Một phần cơm ở đây mình bán như thế nào chị? Một phần cơm thì mình bán 15.000. 15.000 một phần. Còn ai mà có nhu cầu thêm thì dạ, tính tiền thêm. Còn cứ bán là 15.000. Cứ bình thường là phần 15.000. Cứ vô ngồi là 15.000. Dạ vâng. Hấp dẫn ha. Cả đó mình cắt ra chị ha. Một miếng là 5.000. Đúng rồi. Một trái là 5.000. À, một trái là 5.000. Chứ một miếng 5.000 giàu quá. Dạ. Một miếng là cái này là 3 miếng rồi đó. Dạ. Đó là một tí thì. Dạ. Tí á, như tập cẩm là mình phải làm từng tí vậy đó. Dạ. Ăn đỡ ngán. Ăn nó đỡ ngán, nó nhiều vị hơn ha. Đúng rồi. Hấp dẫn nha quý vị các bạn. Canh hôm nay thì mình có món canh gì chị? Canh chua. Canh chua. Quán chị thì canh chua suốt rồi. À canh chua suốt luôn. À, một tháng 30 ngày cái canh chua là em ra. À canh chua không luôn. Ừ. Ồ hay vậy. Còn cái canh nào là cũng không được hết. À. Món 15.000 còn ôi em ăn. À. Em cho ăn mình lấy thêm món. Hấp dẫn. Món cái đây là 20.000 ha. Dạ. Còn bình thường là chị Hiền bán 15.000. Dạ, phần này là phần thêm. Rồi. Dạ. Cái này là thêm. Là khách yêu cầu thêm là chị bán 15.000. À rồi, chị mang ra cho khách đi. Dạ. Đó, bình thường là một phần cơm ở đây là giá 15.000 nha quý vị các bạn ha. À, cứ vào ăn là chị sẽ làm một phần 15.
Còn ở đây thì đa phần là chị bán khách quen đó. Mọi người vào ăn, có người ăn phần 20-25 thì chị sẽ làm thêm đồ ăn, thêm đồ ăn và thêm cơm. Khi nào ăn no thôi quý vị các bạn ha. Món ăn cũng rất là hấp dẫn và đa dạng luôn. Mình thích cái món cà tím này nè. Tập trước mình có quay với quý vị các bạn một quán chay cà tím, đệ nhất cà tím Hóc Môn ha. Cà tím của chị làm cũng rất là hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ thì mình quay chút xíu nữa, chút rồi mình sẽ ăn sáng, ăn cơm luôn nha quý vị các bạn ha. Quán cơm chay Diệu Vi. Ở khu vực này thì rất là gần với chợ đầu mối nha quý vị các bạn ha. Quý vị các bạn tới khu vực chợ đầu mối thì có thể hỏi thăm là quán cơm chay Diệu Vi. Là mọi người sẽ chỉ cho quý vị các bạn nha. Hoặc là từ khu vực chợ đầu mối á, quý vị chạy vào đường Nguyễn Thị Sóc, số 3-1 nha quý vị các bạn ha. 3-1 đường Nguyễn Thị Sóc. Chạy vào tầm khoảng 100m thôi, nằm bên tay phải nha quý vị các bạn. 100-150m gì đó. Đây mình vô đây mình coi anh đang làm một cái phần hủ tiếu cho khách này. Để xem anh làm một cái phần hủ tiếu như thế nào nhé. Mấy phần anh? Một phần hủ tiếu, một phần bún bò. À, phần hủ tiếu, phần bún bò. Cái này mình đang trụng cái sợi hủ tiếu anh ha. Hủ tiếu thì mỗi lần khách mình mới làm. Dạ. Nấu cái thùng dạ. Siêu tốc lớn hơn. Dạ, để mình trụng. À dạ. À, nấu qua mấy cái nồi bên này. À. Hủ tiếu thì gồm có nấm dai, đậu hũ chiên. Dạ. Chả lá. Dạ. Chiên. Cải đỏ. Để mình quay anh tí, anh nhìn cũng rất là hiền quý vị các bạn ha. Cười rất tươi luôn. anh tên gì anh cho em biết tên anh đi. Anh tên Thanh. Anh Thanh, dạ, yeah. Anh Thanh với chị Hiền. Rồi để coi anh làm tô hủ tiếu nha. Anh cứ làm bình thường đi. Rồi hủ tiếu trụng mềm rồi nè. Đây là cái phần topping của món hủ tiếu nha. Đó, hủ tiếu trụng không anh cho vô đây luôn. Wow. Hấp dẫn ha. Cứ khách vào kêu thì anh chị mới làm. Còn ngày chay thì anh chị nấu nồi sẵn. Còn nước hủ tiếu thì cái nước hầm rau củ quả này anh chị làm đây nè. Đó. Mình lấy cái nước này mình trụng luôn anh ha. À hay quá. Đây cái nồi nước lèo, nước rau củ. Đó, cái này anh đang nấu cái phần bún và cái tô hủ tiếu anh vừa mới làm cho khách xong đây nè. Đó. Do cái này là mình trụng sẵn hết rồi. Dạ, trụng sẵn. Chỉ có mình nấu cho nó nóng lên thôi. Dạ. Chứ còn trụng là mình trụng sẵn nước khác. Dạ. Còn cái nước này là nước cái này lèo. Là nước nấu, nước lèo luôn. Đúng rồi. Dạ. Nước lèo là mình chỉ cho nóng lên thôi. Dạ vâng. Chứ còn mình trụng là mình trụng nước khác. Dạ. Cái này là nấu luôn chứ không phải là trụng nha quý vị các bạn ha. Hồi nãy mình vào mình nhìn mình nhầm mình tưởng là trụng. Đây là anh chị đã trụng để ra ngoài rồi. Cái này là anh đang bỏ vô anh nấu luôn. Dạ, nấu từng phần luôn. Khách lên, khách vô là mình cho nó nóng lên vậy đó. Dạ. Người ta ăn. Coi như mình cũng nấu luôn cái nước dùng lên chị ha. Coi như mình chịu khó một tí đó. Dạ. Mình làm cho nó nóng lên cho người ta ăn. Cái ngày chay thì chị nấu cái thùng nước lèo bự á. Dạ. Còn chứ ngày chay mình nấu hoài nấu kịp. Ừ, ngày thường thì mình làm từ từ. Dạ. Bán hết một thùng này. Dạ. Wow. Ngày thường thì mình chỉ chứ. À, mình thấy tô nào anh cũng cho miếng hoành thánh ha, thơm quá. Dạ. Yeah. À. Topping. Không sao đâu chị. Dạ rồi. Wow, hấp dẫn quá cái tô bún. Rồi chị mang cho khách đi chị. Anh cho cái ớt rim. Sa tế đó. Sa tế đó. Sa tế bò á. Dạ. Sa tế bún bò. Đây cái nồi nước ha. Đó. Hôm nay anh chị nấu vậy thôi, tại vì hôm nay ngày thường mà mình cũng đi đột xuất nữa. Bún anh chị trụng ở đây hết rồi nè. Quay trên này là cái phần topping ha.
Đây là những cái phần mà anh chị làm để bán cho khách mua mang về. Hồi nãy là anh chị kia ăn tại quán ha. Đây là mua mang về này quý vị. Đó. À, đậu hũ chiên ha. Cái này là cái gì anh? Cây đỏ. À, cái đó là cái gia vị để bán bún luôn, bán đồ. Dạ. Dạ. Cái chị làm cái đó đậm đà nhìn cái màu sắc nó đẹp. Làm theo cách riêng của quán mình ha. Ừ. Dạ. Cái đó là cái gia vị. Dạ. Hấp dẫn quá. Hoành thánh chiên nè. Cái tô bún cho nó đẹp quá. Dạ. Rồi. Nấm bào ngư. À, nấm bào ngư, nấm đông cô với chả ha quý vị ha. Nấm đông cô ở dưới đó. À, chả này. Wow, hấp dẫn ha. Thôi mình đi ra ngoài nha. Đây có cả măng chua nè. Wow, hấp dẫn nha. Thử miếng canh đã. Cho nóng. Dạ, em mời anh nha. Trời ơi, nấu giờ hèn chi là bác đánh ngày nào cũng đòi ăn chua rồi, đúng rồi. Nó có cái măng dễ ăn quý vị ơi. Nó ngon, nó dịu. Hình như mình thấy cái vị là cái vị chua của măng là chính. Đúng anh? Dạ. Không có vị me chua nha. Chua của măng thôi. Khỏi bỏ me. Dạ đúng rồi, không có bị me chua, có bị măng chua thôi. Cần nấu canh chua rau rồi vậy á. Dạ. Đậu bắp mới bỏ hạt me. Dạ. Anh sáng với mình luôn. Đây, cái dĩa cơm của mình này quý vị ạ. Đó, có chả giò nha. Rồi có cà dĩa hay cà chén gì đó. Cà trắng. Dạ. Rồi có cà tím này. Đó, cà tím rất là bự. Thử miếng cà tím trước nè. Trời ơi, anh Nguyên miếng bự ngập miệng đã luôn. Cái sườn rim hồi nãy chị làm nha. Sườn rim nè. Rồi đậu hũ chiên xả nha. Thử cái đậu hũ chiên xả. Trời ơi. Chị ơi. Cái đậu hũ chiên xả ngon. Ngon ngon ngon. Cái quán của chị Hiền là có một đậu hũ chiên xả với lại sườn á. Sườn đúng không? Hai món này là sườn lạp chua ngọt á. Best. Best sale. Ngon thiệt quý vị ơi. Quý vị tới đây ăn cái món này nha. Ăn thử. Cái vị nó rất là khác với những quán mình đã từng quay. Đúng như chị Hiền chia sẻ, nó ngon là cái nước sốt. Cái nước sốt mình làm là nó đã khác cái vị rồi. Chứ còn đậu hũ chiên thì cũng giống nhau ha. Đặc biệt là cái miếng đậu hũ ở đây á, nó ngấm vô cái nước sốt đó. Ăn rất là đã. Quý vị tới ăn thử nha. Hôm nay thì Sinh Bắc đang bị đau cổ. Nó bị trẹo cổ cho nên là quay có thể là video nó sẽ không hay được như mọi ngày. Bây giờ như vậy nó cũng lâu rồi quý vị. Đó. Đó, như vậy nó cũng lâu luôn. Hôm qua là ngồi đó. Quay về lúc mà về bị say nắng ngồi đó. Là ngồi về nó cũng lâu quý vị. Nó bị trẹo. Tự nhiên nó trẹo cổ vậy à? Dạ. Em không hiểu bị cái gì luôn anh. Đó mình ngủ ấy, đó mình ngủ đó. Đúng rồi. Hôm qua em đi quay về em có nằm ngã lưng xíu á. Cái dậy cái là độ mồ hôi cái là thôi đó. Rồi xong biết nó dính cái quả gì là nó bị trẹo cổ vậy đó. Như khi em chạy xe đó, như đi nhiều quá cũng vậy, bị đau cổ nữa. Dạ. Em chạy suốt ngoài đường mà. Chạy xe nó dần dần nó. Dạ. Cảm ơn chị nha. Sữa này sữa gì chị? Sữa hạt sen. Sữa hạt sen, à. Uống thử nha quý vị. Thơm quá ha. Thơm. Sữa này bán chạy lắm. Dạ.
dễ uống. Bán chả rất ngon. Ngon quá. Thử miếng sườn nha quý vị. Đó, cái sườn rim. Cái sườn rim này đặc biệt là hồi nãy chị rim á, trong này có me, chị có bỏ vô miếng me ha. Thơm lắm này. Nó mềm chứ nó không giòn nha quý vị. Nó mềm. Dạ, sườn mềm nhưng mà nó ngấm được cái sốt giòn mà áo quần mềm mà dai. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình làm nó giòn là nó nhanh dai lắm. Ừ. Chậm nó cứng ngắt. Dạ. Nó giòn chậm. Làm giòn nó ăn không được. Nó giòn mà chậm nó cứng ngắt. Ừ. Mà cái sốt chị làm đậm đà quá. Nhưng mà mình làm nó mềm lắm. Cái sườn sườn giòn là loại sườn khác. Dạ. Yeah. Nó mỏng hơn. À. Nó mới giòn. Vẫn ngon, nó cũng vẫn mềm hoài vậy đó. Dạ. Yeah. Ngon. Mà mình chia giòn đó là nó cứng ngắt. Nhanh tức lắm, chị ăn liền thì nó chỉ còn đĩa mà mình cái là dạ. Chị cả 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nó chứ. Chị có bỏ me nhưng mà mình ăn mình không có cảm giác cái vị me chua các bạn. Nó không có cảm giác vị me chua mà nó đậm đà. Cái nước sốt nó sệt sệt á. Ăn rất là đã luôn. Ngon quá. Chả giò nè. Ngon. Chả giò nó thơm. Quý vị các bạn ơi, hôm nay thì mình ghé quán Chay Diệu Vi. Mình cũng đã chia sẻ được quý vị các bạn một vài món chị chế biến ha. Mình vừa mới thưởng thức xong một phần cơm chay thập cẩm tại quán cơm chay Diệu Vi. Phải nói là hôm nay mình quay được hai món, đó là món sườn rim và món đậu hũ chiên xả. Hai món này cũng là hai món best sale của quán nha quý vị các bạn. Và Xuân Bắc thưởng thức hai món này thì cũng khá là đặc biệt với mình. Đối với mình, và mình nghĩ là đây cũng là một trong những món hấp dẫn của quán. Quý vị có thể tới và trải nghiệm hai cái món này nha. Đặc biệt là cái món đậu hũ sốt chiên xả này này. Cái vị đó rất là lạ, hấp dẫn nha quý vị các bạn. Và cái món này, hai món cực kỳ là hấp dẫn trong buổi sáng ngày hôm nay của mình. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Sáng ngày hôm nay mình chia sẻ về quán cơm chay Diệu Vi. Quán có địa chỉ nằm ở số 3-1 đường Nguyễn Thị Sóc, thuộc ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, ngay gần với khu vực chợ đầu mối nha. Quý vị các bạn nếu mà có dịp đi qua khu vực này thì có thể ghé vào để thưởng thức cơm chay ở đây, xem là chị làm hương vị như thế nào nha quý vị các bạn ha. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo của mình, chia sẻ về ẩm thực chay, gieo duyên ăn chay tới mọi người nha, với một cái thông điệp ăn chay tốt cho sức khỏe là vàng. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video nha.